Cặp mắt tới giờ mình không dám thả luôn các bạn, mình buộc không đó bạn ơi, mình thả sợ người ta bắt nữa. Có sợi dây đeo chân mà gỡ mất tiêu luôn rồi. Nhìn nó ăn mồi nha, cho nguyên con chuột luôn. Cái này mình nuôi từ nhỏ tới lớn các bạn, hiện giờ mình nuôi khoảng được khoảng 5 tháng rồi các bạn. Hồi đó mình bắt trên tổ á. Anh em nào chơi thì liên hệ với mình nha. Này nuôi chim nuôi từ nhỏ luôn, được 5 tháng tuổi rồi. Nay mắt vàng các bạn. Anh em nào mà mua thì tới nhà mình bắt ngay cho mình, không có ship nữa các bạn. Mình cũng chuyện nhiều lắm. Hôm rồi mình tính đi câu lương chơi mà hôm rồi mình ở đây mưa bão hoài các bạn ơi. Mưa hoài mình đi không được luôn á. Lớp mà heo nhà mình đẻ nữa. Hôm rồi heo đẻ thích với heo trắng giờ mất hết rồi, không có quẩn đi câu lương được. Mình nuôi heo ở đây nè bạn, không gãy đẻ hoài mình không có làm gì được chứ, với lại mưa hoài. Còn đây em gì trắng, anh em nào chơi thì liên hệ mình nha, mình không có xếp hàng các bạn, tại cũng còn tổ mình đang hổm tổ mình đang quần quay cho các bạn xem đó, cái này cũng gần nở rồi thì khoảng nửa tháng nữa mình mới bắt được. Còn đây chim này về anh em nào chơi về là tập lại vài bữa, tuần lễ là qua tay mà các bạn, tại từ hôm mắt tới giờ mình không có tập nữa, mình không dám thả luôn. Trước mình thả bay tự do, bây giờ ăn mình kêu nó về, giờ mình không dám thả luôn rồi, chỉ để nuôi chơi đỡ buồn. Còn anh em nào muốn chơi thì liên hệ mình để nó chơi. Chuột bự quá ăn không được bạn ơi. Nó giành, nó sợ mình giành mồi đó các bạn. Nó thành con chuột kìa. Con bự quá ăn không được. Nãy nguyên con bự quá nó xé không được các bạn, giờ mình cắt rồi nó xé rồi nè. Còn nửa con nha. Anh em nào chơi mình bán con này 1 triệu nha các bạn. Nuôi từ nhỏ tới lớn rồi, nó ăn cũng nhiều nhiều tiền lắm các bạn ơi. Có khi mình gài chuột dính cho ăn, có khi mình mua chuột ở chợ, mua ký về để gần tủ lạnh cho ăn. 1 ký 90 ngàn các bạn. Chứ mình ở đây thì mình không thấy bán cúc thì cúc bằng sẵn thôi mà. Cúc ướp lạnh mình cũng sợ, mình không có cho nó ăn.
cặp nha các bạn. Hôm trước mình bán về Tiền Giang cho anh bạn hết con 1,2 triệu rồi. Còn con này thì anh em nào muốn chơi thì mình để cho 1 triệu luôn, tới nhà lấy. Chứ mình bán cho anh kia ở Tiền Giang cũng 1,2 triệu, mà anh cũng từ Tiền Giang chạy xe lên tới An Giang lấy các bạn. Mình ở An Giang nha, mình không có thời gian ship hàng. Còn chim bổi thì giống nhiều lắm các bạn, anh em nào chơi chim bổi thì liên hệ mình nha.